quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% một năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế cho người dân. Đồng hành với mục tiêu chung, vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy vai trò là bệ đỡ, là điểm tựa vững chắc cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gắn với xây dựng nông thôn mới. Với chính sách ưu đãi hợp lòng dân, công tác chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tận tâm của hệ thống, cán bộ tín dụng, vốn chính sách xã hội đã trở thành nguồn lực vô cùng quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhất là tạo bước đột phá, chiến lược trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa và thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Hiện nay, mô hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội được đánh giá là một trong những điểm sáng và là trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo. Thông qua hoạt động ủy thác, các tổ chức chính trị xã hội đã giúp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện được các chủ trương công khai hóa, dân chủ hóa và xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, tín dụng ưu đãi của nhà nước, giúp cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện, đồng thời đã gắn kết ngân hàng với chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và tổ tiết kiệm và vay vốn, chung tay giúp người nghèo và các đối tượng chính sách lồng ghép hiệu quả chương trình tín dụng với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo điều hành cũng như xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, đổi mới phương thức cho vay ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội, mạng lưới điểm giao dịch xã và tổ tiết kiệm và vay vốn được xây dựng gần dân đã giúp truyền tải nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến tận tay người thụ hưởng, tiết kiệm chi phí, tạo ra hiệu quả kinh tế chính trị xã hội to lớn, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao. Chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn. Sau nhiều năm củng cố, đến nay toàn tỉnh phát triển 161 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn, 2.162 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại 1.462 thôn, tổ dân phố thuộc quản lý của 4 tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác với tổng số 56.424 thành viên. Tổ tiết kiệm và vay vốn là cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa ngân hàng với người dân. Cùng với việc phát triển mạng lưới, đổi mới mô hình hoạt động, thì việc huy động vốn đặc biệt được coi trọng. Đến thời điểm này, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội toàn tỉnh huy động được 3.235,7 tỷ đồng, tăng 3.138,3 tỷ đồng so với năm 2002, tăng hơn 32 lần so với thời điểm mới thành lập, bình quân mỗi năm tăng 156,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 2.705,9 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 77,1 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động của tổ chức cá nhân đạt 452,7 tỷ đồng. Trong 2 năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực huy động vốn, thu hút các tổ chức cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo nguồn vốn ổn định. Riêng năm 2022, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt trên 40 tỷ đồng. Tổng dư nợ 18 chương trình cho vay đạt 3.228 tỷ đồng với 56.554 hộ, dư nợ bình quân đạt 57 triệu đồng một khách hàng. Trong đó, dư nợ tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ đạt 1.310,4 tỷ đồng, với 24.180 khách hàng còn dư nợ. Tập trung ở một số chương trình tín dụng chủ yếu như cho vay hộ nghèo chiếm tỷ trọng 41,84%, chương trình cho vay hộ cận nghèo chiếm 20,34%, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 13,95%, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm đạt 10,98%. Các chương trình còn lại chiếm 12,89%. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
tín dụng chính sách xã hội không những đã giải quyết tốt nhu cầu về vay vốn, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác tại các địa phương trong tỉnh. Tôi được tiếp cận với cái nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ngân hàng. Chính sách xã hội kia tôi đã vay vốn 100 triệu đồng để mua cây giống phân bón. Thì còn số còn lại thì ý định gia đình cũng muốn là tới đây sẽ mua thêm con bò và gia cầm để tạo tận nguồn phân bón cho cây, vừa tăng thêm thu nhập một ít để đỡ cho gia đình. Thì ở đây là tôi cũng thấy cái thủ tục để mà cái vay vốn từ cái từ ngân hàng chính sách xã hội thì cũng thấy đơn giản và nhanh chóng, để do được sự tư vấn nhiệt tình của tổ trưởng tổ vay vốn nữa thì và cán bộ chính sách xã hội thì tôi cũng rất dễ dàng cho gia đình. Trong những năm qua, các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt quy chế phối hợp, làm tốt vai trò ủy thác cho vay, phát triển mạng lưới tổ tiết kiệm vay vốn đến đoàn viên, hội viên, tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn, xử lý nợ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất số nợ đọng quá hạn, nợ xấu, góp phần giảm thiểu tình trạng hoạt động tín dụng đen ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh quản lý gần 1.000 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách xã hội với trên 17.000 hộ vay, nguồn vốn tập trung vào hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò, gia cầm, trồng cây ăn quả, phát triển dịch vụ và một số lĩnh vực khác. Qua đó, không những góp phần giảm nghèo trong hội viên nông dân mà còn tăng hộ có thu nhập khá ở nông thôn. Thì trong cái thời gian tới thì Ban Thường vụ Huyện ủy tỉnh cũng đã xác định một số cái nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Thứ nhất thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tăng cường phổ biến tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là các chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai trên địa bàn đến với toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các đối tượng thụ hưởng chính sách để các đối tượng biết và tiếp cận với nguồn vốn. Và thứ hai là chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội trong việc tổ chức kiện toàn các tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động còn yếu kém, kiện toàn thay thế các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động kém hiệu quả. Đồng thời với đó là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội có giải pháp để tăng trưởng dư nợ tại các tổ tiết kiệm vay vốn, các địa bàn mà có dư nợ tăng trưởng thấp. Cái thứ ba đó là tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các nội dung văn bản liên tịch, các hợp đồng đã ký kết với ngân hàng chính sách xã hội. Rồi là tổ chức kiểm tra, giám sát của các tổ tiết kiệm vay vốn trong cái hoạt động bình xét cho vay, đặc biệt là đôn đốc thu nợ, rồi là trả nợ lãi vay đối với các khách hàng vay, rồi là thực hiện tốt công tác kiểm tra 100% các món vay mới sau giải ngân. Thứ tư đó là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tổ chức các lớp tập huấn cho các đội ngũ cán bộ hội cũng như là các ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn nhằm nâng cao cái chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ cho vay. Thứ năm là Hội Nông dân tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan và các ban ngành của các huyện, thành phố để tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cho các đối tượng vay để đảm bảo những cái sản phẩm sản xuất ra có giá trị sản phẩm cao. Đồng thời với đó phối hợp với các hội viên nông dân để kết nối tiêu thụ với sản phẩm nhằm đảm bảo là cái việc sản xuất sản phẩm ra có nơi tiêu thụ và qua đó thì sẽ góp phần vào việc sử dụng cái nguồn vốn đảm bảo có hiệu quả.
Tín dụng chính sách là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo được sinh kế bền vững và thoát nghèo. Bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục đề ra những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn về hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cái nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thì trong thời gian tới chi nhánh sẽ tập trung triển khai một số những cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Trước tiên là khắc phục các cái những cái tồn tại hạn chế và phát huy những cái thành quả đạt được trong 20 năm qua. Chi nhánh sẽ bám sát chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mục tiêu nhiệm vụ của ngành, trọng tâm là chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ kịp thời về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Thứ hai là tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị số 40, kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Cụ thể là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các cấp cân đối nguồn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thứ ba là tích cực tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp tổ chức triển khai hiệu quả các cái chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách được truyền tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Đồng thời cũng phối hợp với các sở ngành, các cái tổ chức chính trị thực hiện tốt cái công tác lồng ghép đầu tư giữa nguồn lực giữa các cái công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, giữa các mô hình phát triển kinh tế với việc đầu tư cho vay các cái chương trình tín dụng ưu đãi nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn vay và hạn chế thấp nhất những rủi ro. Thứ tư nữa là nâng cao cái công tác kiểm tra giám sát trong thực hiện tín dụng chính sách, kịp thời phát hiện, phòng ngừa những rủi ro, những sai sót, chấn chỉnh, khắc phục những cái tồn tại, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả nhằm nâng cao cái chất lượng ủy thác, như là nâng cao cái chất lượng của các cái tổ tiết kiệm và vay vốn. Thứ năm nữa là quan tâm đề xuất nâng cao cái chất lượng các cái sản phẩm dịch vụ triển khai qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn các cái nhu cầu nguyện vọng của các cái đối tượng thụ hưởng. Thứ sáu là thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ của Ngân hàng Chính sách Xã hội về nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách giao tiếp luôn gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ. Đồng thời cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác bằng nhiều cái hình thức. Phát huy kết quả đạt được, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng hàng năm đạt từ 8 đến 10% và hoàn thành 100% kế hoạch giao. Đến năm 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm tỷ trọng từ 5% trở lên trong nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 0,11% trên tổng dư nợ. 100% các xã, phường, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt từ khá trở lên, trong đó có trên 90% số xã, phường, thị trấn xếp loại tốt. 100% phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xếp loại chất lượng hoạt động tín dụng đạt loại tốt. Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong thời kỳ mới, nhất là công nghệ số hóa. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động cho vay theo hướng công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả. Đến đây, chuyên mục Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn tuần này xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.